Tranh gỗ Minh Châu xin trân trọng gửi tới quý vị các bạn bộ tranh tứ quý kích thước 471m27 dày 5 phân bằng chất liệu gỗ vụ đã được chúng tôi sơn PU hoàn chỉnh đẹp mượt mà. Hôm trước thì đã quay phần mộc rồi, hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện lên bóng bẩy đẹp mượt mà. Và chúng tôi sẽ đi quay chi tiết cho quý vị xem. Bộ này thì là cái bộ giá bình dân thôi, 18 triệu quý vị ạ. Đường nét đục cũng rất là sắc sảo và cực kỳ kênh bông. Đấy. Rất kênh bông và sắc sảo. Đây, những chú chim, chú cò này rất là tuyệt vời. Bằng gỗ vụ là 100%. Rồi tôi là cây tùng, tiếp theo là đến cây cúc. Dễ, gốc của nó rất là đẹp đấy. Ở dưới là một chú hạc đấy. À không phải hạc. Chim điểu thôi. Đường nét cũng rất là tuyệt vời và độ kênh mông sắc sảo. Và giá thì rất là bình dân thôi, là 18 triệu. Đúng, cực kỳ kênh mông. Giá cực kỳ hợp lý. 18 triệu đồng cho một tác phẩm nghệ thuật tùng cúc trúc mai và là tứ quân tử, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Tiếp theo là cây mai đây. Đấy. Và khung làm rất là cầu kỳ, đục đẽo cũng rất là tỉ mỉ. 18 triệu cho một bộ tranh siêu phẩm 471m27 dày 5 phân bằng gỗ vụ. Và địa chỉ là Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội. Số điện thoại 0975 940 966. Phía sau của bộ tranh đây. Quý vị nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều tác phẩm tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.